uống gông xúc xét nuôi cò, đến khi cò lớn, cò giò, cò bay. Có hai đứa con mà đứa nào, thằng gái thì nó cũng có chồng cũng nghèo, mà chồng nó thì không cho nuôi, nuôi thì nó chữ nó quánh chớ, nhưng mà ở đây thì không cho luôn, giờ không tiền nhưng trai nó rất hiếu. Xót xa cảnh một bà lão 87 tuổi hàng ngày phải đi bươn chải hái từng cái bông điên điện để bán kiếm tiền. Qua lời bà chia sẻ, có hai đứa con, một thằng con trai và một đứa con gái. Con trai thì không lo, đi không liên lạc được, còn cô con gái thì đã có gia đình. Không thể ngờ bà cụ gặp ngay anh chàng rể điên điện chửi cả mẹ vợ. Con gái vì chữ hiếu, nếu lo cho mẹ thì bị chồng tác động vật lý, nếu lo cho bà cụ thì hai người chia tay, và ngược lại, bỏ bà cụ thì hai người vẫn là vợ chồng. Sau đây là câu chuyện như thế nào, mời cô chú anh chị xem hết clip để hiểu thêm câu chuyện. Bán bông điên điện đi. Bán bông điện bà ơi. Trời ơi. Bán ai bán bông điện à bà? Bán bông điện bà ơi. Trời ơi. Rồi. Rồi bà hái bông điện gì luôn đây hả? Hái bông điện gì bán? Trời ơi, thằng. Rồi ở trước một gỗ là của bà đó đó hả? Thầy bé vừa đang bán vậy mà trời bắt trận sớm nè. Trời ơi. Ta mua ta ăn. Rồi hồi sớm giờ là hái được nhiêu rồi? Mấy cậu đó. Tràng ơi. Rồi giờ bẻ thêm vừa bán chiều. Dạ. Tràng ơi, rồi đi hái rồi như hồi nào giờ với bà? Hái rồi hồi khuya. Tràng ơi. Thôi khuya mình đi hái rồi hả? Vậy bà đi hái rồi. Đi hái rằng sáng nó có bán không thôi. Tốt gì cũng lâu không con. Bà nay nhiêu tuổi rồi bà? 87 tuổi rồi. Trời ơi, 87 tuổi mà đi hái bông điên điển như vậy. Bà năm nay 87 tuổi rồi. 87 tuổi rồi. Chàng ơi. Rồi như vậy là khuya là bà thức dậy bà đi hái hả bà? Ừ, đi hái điện, hái đừng có sáng bán chứ không thôi không hay. Giờ mình chỗ nào cao, cao quá mình đứng một thấp quăng xuống cái mình ngồi với mình hái. Một ngày như là bình quân mình kiếm được bao nhiêu ký nè, bao nhiêu tiền? Ngày chắc được 4-5 ký thì cũng được. 4-5 ký. 200. Không được. Ơi, vậy là phia là bà thức dậy bà đi đau, hái. Đau thì uống thuốc đều được. Con thấy cái đường này là ít người đi qua lại lắm mà tại con đi ngang. Con chạy qua chạy lại mà sớm chồm mấy ngày ra cũng thương. Dạ. Yeah. Một lần nhỏ này chưa về thì khổ con thương thì. Rồi con hỏi bà nè, rồi sao mà con bà ở đâu mà bà phải đi làm như vậy mà 87 tuổi rồi. Có hai đứa con hà, mà thằng thứ hai con trai mà nó lo gia đình, nó không lo mình, có con nhỏ này nó về nó nuôi mà. Con nhỏ này sao có hiếu, thằng chồng nó nói khôn lắm, về nuôi tu về xong tu thì nó chửi dữ lắm. Chàng ơi. Chửi dữ lắm, chửi quánh dữ lắm. Rồi thành ra nhỏ này phải bỏ chồng. Bây giờ nó nói chọn ha một, chọn mẹ bên, chọn chồng, chọn ai. Nó nhỏ này nó nói về tôi chọn mẹ. Rồi mới bỏ hơn mấy gì lắm. Vậy là có hiếu với mẹ là không có chấp nhận sống với chồng luôn ha. Rồi bà đứng lên đứng xuống gì nè, nó có khó khăn không bà? Con đang lớn chứ, đau lắm, nó đau cái khớp. Chàng ơi. Đi đa ngang xin sống mà. Ôi, hoàn cảnh của bà nó cũng gặp khó hay sao mà bà phải đi như thế này? Khó, không hái rồi lấy gì ăn đâu, đó ra gì đó. Đâu có người mượn giấy gì đâu. Vậy đó, sao mới ba con điện vòng vòng vậy mẹ con sống. Ồ, cái này là bông điên điển là vòng vòng mấy hầm người ta cho mình hái hả? Điên điển này của mình, chồng nè. À, chồng đây à, ha. Là tức là bà chồng để nữa bà hái đó ha. À, chồng để mình hái. À, ở dưới mương này là ta cho mình chồng hả bà ha? Ừ, chàng ơi. Rồi con gái bà đâu rồi? Có đi hái với bà không? Hái, nó còn mẹ con hái trơn á. Vậy đó hả? Nó có. Chàng ơi, vậy là chị cũng đi hái nữa ha. Rồi chị đâu hả bà ha? Ờ, mà nói chuyện với bà nè, trước đi. Nó chết mà không đi hái lấy gì ăn. Chàng ơi, như bà nói. Ta cắn con chó, té, bập mình bập mấy chứ. Chị hay là bà? Bà con gái. À. Đi bán điển nè. Đi bán điển ha. Ừ. Ờ, hái từ hồi phía giờ tới giờ này luôn mà chưa có rồi nữa. Tại vì thường thường là mình hái sớm cho bông nguyên điển nó búp nè, hiện tại giờ nó nở hết trơn luôn rồi. Cái nó hết ngon rồi, mày ăn hết nào, bự bự rồi nè. Bự bự là hết bẻ được rồi. Hái sớm thôi. Bao nhiêu ký bà ha? Hổm chợ cân cho bằng hàng được 30 nó còn 25 ngàn. À, 25. Ôi, cũng có giá quá ha. Ờ, cũng được, cũng sống được, mà có bao điện sống được, không có bằng điện không sống gì được. Có lần tôi ở mình tôi đi. Rồi bây giờ bà cho con hỏi nè, nếu mà qua đợt bông điên điển này rồi bà sinh sống bằng cách nào nè? Thì cũng tìm nguồn chấm bà con, tao không có bỏ nó ngay, tao cũng cho tiền cho gạo rồi. À, tức là bà con ở xóm mình là cũng giúp đỡ gạo ha. Dành thành phần của tôi khổ, dành dữ lắm mà.
Chàng ơi, vậy là sớm này là điếu biết ba là khổ hết. Dạ, dạ, dữ lắm. Dạ, chàng ơi. Không biết, trên xã nó không biết, tôi khổ, nó kêu tôi bà tôi cô đơn đó. Tôi cô đơn, chàng ơi. Ồ, vậy là lúc trước giờ, lúc con mình chưa về thì bà sống mình hả bà? Sống mình, rồi chồng sớm người ta cho gạo. Vậy là bà Tư cô đơn hen. Rồi hái bông điển là từng bông điển 80 mấy tuổi mà phải chống gậy đi ra hái vậy nè. Bà Tư ơi, bây giờ gì đi, một hồi để mấy anh em con mua ủng hộ cho bà hết bông điển này. Bà vô trong bà trò chuyện với em mấy anh em con xíu nha bà Tư ha. Ừ, vô. Vô mát rồi đi bà ơi. Vô cái bóng mát này ngồi đi. Vô mình vô nhà mình cậu ơi. Thôi vô bóng mát nè. Vô bóng mát đi rồi. Xíu đi rồi chuyện nào ấy rồi vô nhà mình sau ha bà Tư ha. Ừ. Rồi bà Tư đi vô đi bà Tư. Đi vô trong kiếm bóng mát rồi mình ngồi. Ơ trời coi nè. Thương quá thương luôn, 87 tuổi rồi mà còn chống gậy đi lên khơm luôn, khơm hái từng cái bông riêng điển để bán. Có nghe bà Tư nói cũng có con cả nhà, nhưng mà con hơi khó lắm. Nói về con của bà Tư thì cái điều đó ở đây là kêu bà Tư cô đơn đó nghe nha. Qua đó ngồi đi ha. Dạ. Đi xích lên đây nè bà ơi. Bà Tư đi cẩn thận nha bà Tư. Bà Tư đi với cũng quen hay sao bà Tư? Nhắc đi mà không muốn. Tôi dẫn cho không cần. Để con dẫn bà Tư đi bà ơi. Để rồi, đi qua đường này nè. Bạn con nó dẫn qua cho. Trong nhà thì lết lết. Cầm từng cái gậy như vậy. Cái đường mình đi xuống phải bò xuống hả bà? Bò, cái đường xuống nha phải bò. Đó như cái đường đó nãy lết. Đây mát này, đây có bóng mát nè. Qua đây đi bà Tư ơi. Qua đây đi mát bà Tư. Mới là ngạch vậy, ngạch. Không, ngồi đây đi cho có gió nè bà Tư. Bà ngồi đây đi bà. Rồi, bà ngồi xuống đó ha, anh em con đi qua đây. Dạ rồi, thì bà Tư cho con hỏi á, tại sao mà bà Tư lớn tuổi như vậy mà con cái bà Tư không nuôi bà Tư để bà Tư đi hái một liên điển như vậy bà Tư? Có hai đứa con mà đứa nào thằng gái thì nó cũng có chồng cũng nghèo, mà chồng nó thì không cho nuôi thì nó chữ nó quánh. Bây giờ về hai ra giờ thà lên nó chồng nó hỏi về mời mẹ bên chồng chọn ai, nó nói con chọn mẹ rồi về đây ở với mẹ đó. Chàng nuôi nhỏ nhà gì ở nuôi, còn trai thì nó đi mặn nó sống cho nó không có cho tiền. Mà lúc giờ ảnh có về thăm bác không? Nhà nó đây thì mỗi lần ở đây vợ, nhưng mà ở đây gì không cho luôn, giờ không tiện trai nó rất hiếu. Có mình nhỏ này. Rồi ông bác đâu nè? Ông chết chồng má đó. À, sau lưng đó ha, mắt sau lưng á. Mất lâu, mất hai mấy năm. Trời ơi. Rồi con gái của mình là mới về là đây lâu chưa? Lâu cũng về cũng mấy tháng rồi à. À mới mấy tháng nay thôi chứ lúc trước giờ mình sống mình mới gọi là bà Tư cô đơn đó ha. Ừ. Bà Tư cô đơn đi hái bông điên điển. Giờ gì đi bà Tư à, là tức là hàng ngày đó là bà Tư phải sinh sống và hái bông điên điển. Hái bông điển sống, còn không chưa có bông điển thì bà con chậm sớm người ta cho gạo. Dạ. Người ta cho tiền. Có cá có đồ có đem ta cho mình ăn. Dạ. Bà Tư cho con hỏi nè, mình có con mà con nó muốn lo cho mình đó, bà Tư có buồn không bà Tư? Buồn chứ. Thằng trai đáng lẽ con trai nó nuôi phải không cậu? Dạ. Nó không nuôi, nhỏ này nuôi thì chồng nó quánh lên chữ xuống. Là tức là chị gái là không có nuôi bà Tư được, là tức là đi về có chồng mà đi về nuôi bà Tư là bị bên chồng là không có đồng ý hả bà Tư ha? Không đồng ý. Dạ. Chàng ơi. Rồi chị gái là hiện giờ cũng đang đi hái bông điên điển hay sao bà Tư? Nó hái bông điển sáng giờ hái bông điển. Vậy đó. Mẹ con đi hái vậy đó xong. Không biết chị gái đâu mất tiêu rồi. Chút xíu nữa để cho chuyện chị gái ha. Ừ. Rồi con thấy trên tay bà Tư có gì nè? Ờ đúng rồi, cái đó là cái gì? Một nhà này một bú mà lâu dữ lắm rồi. Ờ nổi trên tay bà Tư tới giờ nguyên cục luôn kìa. Ờ đi chân không gì luôn đó hả? Ừ. Rồi là bác sĩ lộ về cho giá đi xuống đây. Thì dép khó đi lắm, cái giỏ yếu rồi. Quả nguyên một cái giỏ luôn. Cái giỏ này ai làm nè bà Tư? Hả? Cái giỏ này ai làm cho bà Tư à? Cái gì? Cái giỏ quải bông điên điển nè. Cái này gái nó làm. À. Trời ơi. Bà Tư ơi. Hồi sáng giờ bạn gì chưa? Hồi sáng hả? Dạ. Ăn nó mua bánh mì và ăn ổ mì không với nó với đường rồi. Đàn ơi. Ăn bánh mì không với đường. Dạ mình ăn gì sao có sức mình đi hái bông điên điển nữa. Nghe cậu ăn gì mà lát chưa ăn cơm. Nói chung sống trong bưng biển thì ăn dựng trong ấy này vậy. Đây là trong quê luôn nè, có gọi trong ruộng luôn nè, mà đâu có gì ta bán đồ ăn sáng đâu, ta chỉ ăn cơm thôi. Cơm ôi. Bà Tư cô đơn. Ừ, đây là thành danh là bà Tư cô đơn. Bà Tư ơi, rồi thường ngày mà chị gái chưa về đó bà Tư, rồi ai chăm sóc cho bà, ai nấu cơm cho bà ăn bà Tư? Nấu ơn ăn ơn sống ơn gì đó, chèm sớm thì đem nó cho gì đó mình ăn cái đó. Chàng nấu ăn cơm đồ ăn rồi
Rồi lúc mà ốm đau như thế nào bà Tư? Hay đau thì chồm chóm nó ngay, chồm chóm người ta không bỏ. Hay đau người ta tha đi trên bệnh viện, mình không có tiền người ta cũng giúp. Dạ. Bây giờ mình già 80 mấy tuổi đó, mình xã nó có cho mình bảo hiểm á, cũng nhẹ tiền. Nhưng mà không cái là tiền bạc là con không nói nè. Ví dụ mình không có tiền thì chồm chóm người ta có giúp đỡ cho mình chục đỉnh. Thứ hai nữa, cái là bây giờ hiện giờ nếu mà có đau ốm đâu á, không người chăm lo đó bà Tư. Thì nằm dọc queo mình vậy đó. Dạ. Còn kỳ đó ông thao chết rồi, nhỏ nó nằm đau dữ lắm, nằm giống trước. Dạ. Ngang sao khiến gì, nó hỏi bà Tư khỏe không, nằm đó Tư, trời ơi, tôi đau muốn chết nữa. Cái thằng chồng nó xịt nó xong, nói gì, bà đau hả, để tôi điện ông Cường, cũng không chở bà đi. Vợ chồng cúp chở lên trên xe huyện này, chuyện bị cha chăm cá này nó chuyển, nó chạy nó chuyển lên cho ra trên huyện. Dạ. Bây giờ gì nè, một xíu nữa đó, để con dẫn bà Tư về nhà ha. Rồi cái mấy anh em con mua hết ủng hộ cho bà Tư, với mấy anh em con gửi một ít tiền cho bà Tư để dành đó, có xài gì xài ha bà Tư ha. Con dám xài gì đâu. Ủa mình hái ngoài, mình hái ra rồi gì mà còn lựa lại như thế hả bà Tư? Lựa sạch lắm, sảy lá rồi sạch sẽ vô. Còn sảy lên nữa. Chứ đâu làm lá nhỏ nên rụng con này nè, mình để em sao mình sảy, sảy thịt bông hết trơn. Bà Tư ơi, lúc còn trẻ chắc bà giỏi lắm ha bà Tư. Hồi đó mần dữ lắm, hồi đó ở đây nè, ở đây đó giờ mần sống dữ lắm mà. Tôi nói mấy cậu nói sớm nè, ta thương con cái ớt rồi chín đỏ ngoài đồng, mình xách thùng ra mình hái mướn, ta hái thiếu chai vậy 400 đồng ký. Dạ. Mình xách thùng ra cái bà đuổi vô mà không cho. Là sao kỳ vậy bà Tư? Không có té gãy của tôi hết. Rồi bà thấy mình ta thấy. Tức là bà tội nghiệp. Tức là bà Tư đi ra sợ là té gãy ớt, chứ không phải là người ta không cho bà Tư hái. Chàng ơi. Cho nó sợ té gãy ớt. Chàng ơi. Thương quá. Vậy đó. Nó ở mình đi, nó ngay con nhỏ này gì cũng đỡ, cơm nước đồ gì thiếu thúng gì nó lo. Còn không bao lần ở mình khổ lắm. Dạ. Lo mà bây giờ đỡ rồi, bây giờ đớt bị ớt bình ơn nhân gái ít bị chữ quánh rồi, bây giờ nó chấm dứt là giữ chồng về mẹ chọn ai, chọn mẹ rồi giờ quánh chữ gái con hiếu quá ha bà Tư ha. Nó không quánh nữa, nó không quánh không chữ nữa, vì là ghế mình có gì để sống cho bà Tư. Sao ông bác nó có bào ở đâu chứ chốc trăng bạc liêu vậy đâu á. Cũng xa quá ha. Ừ. Vì là chàng ghế là có nghĩa là không chịu nuôi bà và vợ. Không chịu nuôi mà con ngược lại là con gái đi về thăm nuôi là không đồng ý, không cho đâu. Rồi mấy đứa cháu mình, mấy đứa cháu mình á thì đi nó mần nó lâu nó cũng thăm lên vậy, mà đều cái gì cho đằng kia thì nó không có bị gì, nó mần đủ nó sống hả. Dạ. Nó đâu có gì nó cho mình hồi sáng rồi rớt ra mà bò ra đây mần rất nhiều cỏ đó. Vậy bà Tư gái nó mới la mới bò vô. Nhưng bà Tư ngoài hái bông điển cũng rớt ra mần cỏ nữa. Nãy cả cha mần rất nhiều cỏ, quá trời cỏ, mật màu quá, mũi quá, trời mũi mần. Dòng nhà phải mần cho nó hết ba cỏ, đừng cho có mũi ha. Nhà bến rết mần hoài. Dạ, đi bây giờ. Kìa con, là mấy cậu kìa. Trời ơi, chào chị. Qua đây ngồi đây chị, trời ơi, cầm cái... Đi qua đây ngồi đi chị, qua đây ngồi cái bà chị hỏi thăm chứ. Em ghé mua bông bưng điển mà nãy giờ trò chuyện với bà đây. Rồi, chị hái cũng được nhiều quá ha. Rồi chị, ngồi xuống đây chị, có ngại không chị ha, chị em ghi hình chị ha. Chị ngồi xích vô bà đi chị. Ngồi xích vô bác đó chị. Trời ơi. Còn nghĩ mệt đi, bây giờ mình tháo cái nón với ấy cho nó khỏe đi. Đó. Té xe mặt mày mà tùm lum trời ơi. Chàng ơi. Mà không gì mà không bẻ rồi nó tặng hết trơn rồi đó. Chị năm nay nhiêu tuổi rồi? 48. 48 tuổi. Kìa té mặt mày nữa kìa. Con thấy rồi bác. Dạ. Ồ vậy là hai mẹ con chia ra mỗi người đi hái chỗ gì đó hả? Chị là chị cũng được cả thao rồi nè cả nhà. Bông điển tươi quá trời luôn nè. Chị là em xin phép chào chị nha. Là em nghe nói là nãy giờ nghe bà Tư cô đơn, không kêu gì cho dễ nghe nghe. Nghe bà Tư ha. Là nghe nói là chị về mà chăm sóc cho bà nè. Rồi nghe nói là bên chồng của mình là không đồng ý hay sao chị? Ông chồng á. Chồng chị ha. Có như thế nào chị có thể là cũng như là mình sợ mình nuôi làm sao không biết, ổng khó chịu. Mỗi lần bệnh hoạn mình đi nuôi ổng phiền lắm. Là tức là chồng chị không đồng ý chuyện mà đi nuôi mẹ. Với lại mình nuôi nè, ý anh nói là con trai không nuôi mà để con gái nuôi. Con trai em mà có cũng như là cũng có
ăn chút đỉnh mà không nuôi con anh, gái không tức là gì. Anh chồng của chị phân bì. Dạ. Là tại sao mà có con trai mà không lo mà để cho chị có chồng có con rồi mà lo nhiều lần mà chữ không cho đó. Rồi như vậy là nhiều lần không chị, hay là một lần hai lần? Nhiều lần. Nhiều lần ha. Rồi hồi nãy em có nghe nói là anh chồng của chị đó có dùng tay dùng chân với chị, điều đó có sự thật không chị? Có. Là lúc mà chị về thăm về nuôi bà đó ha. Cũng đến chuyện này chuyện kia cãi cọ nhau rồi cũng có sự đánh lộn nhau. À có sự có dùng tay dùng chân ha. Dạ. Thì em cũng nghe bà chia sẻ qua rồi nghe nói là hai người cự cãi nhau thì nói là nếu mà chọn mẹ thì hoặc là chọn chồng là anh chồng nói là trong hai chọn một đúng không chị? Cũng như là ý chị nói nếu mà như là má có già thì vậy đó, nuôi đâu có ai nuôi đâu, còn nó ấy là tôi chồng tôi kiếm được chứ còn mẹ tôi kiếm không được. À dạ. Dạ, thành ra kết cục là chị phải bỏ anh thôi. À có nghĩa là bây giờ hiện tại giờ mình chọn cái chữ hiếu, còn cái chữ mà hạnh phúc lâu dài thì mình không có nghĩ tới ha. Mấy đứa con rồi chị ha? 4 đứa. Bốn đứa con mà cũng quyết định hiện tại giờ quyết định về lo chữ hiếu cho mẹ già nè. Mà lúc như bà già có đi té lên nó xuống ở quê á, thì dạ. Nhà chồng sớm. Nhưng mà trong đây vắng quá, nhà nó xa quá chị ơi. Dạ. Cái này cái kia qua nó chừng gần cây số, 700-800 mét có không? Gần yếu rồi, mình bỏ, mình đi về, có gì ăn mấy. Dạ. Dạ. Chàng ơi. Chị, nuôi nào chết thì thôi, chứ chia tay. Ừ. Chứ giờ mẹ già thì không ai nuôi ha chị ha. Là chị thứ mấy, chị thứ hai... chị Út hả? Út đó. Út hả chị? Hai đứa hả? Dạ. Thằng trai nó bỏ vợ con nhỏ này Út. Rồi giờ đi hái gì nè. Rồi giờ ai nấu cơm chị Út? Thì đi về rồi thì về nấu. Về rồi mới nấu ha. Chàng ơi. Rồi bữa nào 12 giờ 1 giờ mới ăn cơm. Rồi mình đi về đây mấy tháng nay rồi ông xã có lên không? Đó là ông cũng lâu lâu ông cũng tới, ông thăm thằng nhỏ xíu đó. Chứ cháu mà lộ cho ông vô nhà. Ông lộ nó bắt nhỏ đi mượn đi đâu đây thì vậy là cho thăm chứ hiện tại giờ hai chồng bây giờ là không ai nói chuyện ai không có nói chuyện với nhau ha. Nói ngay là ổng cũng còn thương chị nhưng mà chị thấy không muốn ổng dính líu, thành ra tránh mặt ổng mà không có muốn cho ổng thấy mặt. Tức là thế này tôi nói tại vì ổng thương mình mà ổng không thương má mình cũng không vô nghĩa. Dạ. Về vậy chứ ông mà phải hỏi tiếng mẹ mạnh không mẹ, là hỏi con mai mẹ đâu rồi, mai mẹ sao mà vậy không nói chứ. Dạ, nói chuyện gì nhỏ thôi không hỏi thăm luôn. Nói chuyện nhỏ không thăm. Bây giờ cái trong cái câu chuyện này quý vị thì anh em á muốn hỏi gõ đầu đuôi câu chuyện như thế nào để còn biết đường để giúp bà, chứ không phải mà moi móc chuyện gia đình của chị để làm cho chị buồn thêm. Chị hiểu giùm em, thông cảm giùm em ha. Dạ. Tại mẹ muốn hỏi cho gõ cho kỹ là anh còn tới lui với chị hay là không. Rồi nếu mà ảnh còn thương chị á, như ảnh chịu lên đây ở chị có chấp nhận hay là không nữa. Chị nói trước khi mà chị bước ra khỏi nhà rồi chị không quay trở lại. Vậy là trước khi đó chị đã gặp cái gì đó nó chắc chở dữ lắm. Mình mới quyết định như vậy mà chẳng thà mình về mình báo hiếu cho mẹ già. Chứ mình không nghĩ đến cái con đường hạnh phúc nữa. Bà Tư ơi, để đi. Bà Tư ngồi đâu là nhổ cỏ đó chị đó hả chị? Quá dạ. Trời, tôi đi lấy nữa nè, Bình Dương tôi đi hoài, tôi về rồi. Chẳng sang dạng của mình nhổ cỏ. Dạ. Nhổ. Mấy đứa xóm này nó nói trời ơi bà Tư ở đây ba cỏ mừng còn chết, bà về nó buồn. Bà nhổ trời. Rồi lúc mà chị bên nhà chồng hết rồi mẹ chị sống mình vậy đó hả? Sống mình ở đây. Rồi ở vòng vòng kế bên đây là có bà con ruột gì không chị? Con ruột ở cũng xa nhưng mà có con ruột vua ở sớm. Ở sớm ta gần đây ta tới lui ha. Dạ dạ. Em chồng bà con chú bác chị Út ơi. Rồi thường ngày chị Út rồi chị về để 2 năm rồi. Chị cho em hỏi thăm ha. Là tức là qua cái mùa bông điên điển này rồi chị làm gì nuôi bà chị Út? Thì mình bây giờ bông điển thì mình cứ cây này nó ấy thì nó rụng thì mình đứng mình trồng ra. Trồng nó lên lại hả chị Út hả? Vậy là chống chống rồi mình nhét xuống. Vậy là nó cũng mình cũng có quanh năm thì được. Như là có nhiều ăn nhiều đó. Không có thì dạy 3 ký cũng kiếm tới 20-30 ngàn cũng có. Chàng ơi. Mà đâu dám ăn gì đâu. Tao đi đi hái rau vòng vòng vậy đó. Rồi ăn rau vườn luôn. Ăn rau vườn thôi. Nó này ăn tương. Chàng ơi, rồi chị ăn tương luôn hả? Ăn tương, nó ăn tương là cũng hai mấy năm rồi. Hai mấy năm rồi.
Chàng ơi, ăn tương hồi đó 26 năm ăn chị ăn tương rồi. Ồ, tốt quá cả nhà ơi. Thì ai ra ông vô lụt chỉ mua không cá thì cho má mình ăn thôi, chút đỉnh vậy. Nói chung ra là chị thứ nhất á, là chị ăn tương nè, ăn chay trường nè. Thứ hai nữa là chị đã biết ăn chay trường là chị có hiếu rồi. Do đó là chị phải quyết định là một là nếu mà anh chồng không đồng ý thì chị chia tay để về nuôi mẹ già. Thì giờ đó mình ăn tương thì mình sẽ hiểu cái điều mà là trước mắt là giống như mình đi chùa thì cũng lại Phật, ở nhà cũng có Phật. Thì thôi giờ là chị quay đầu về để lại Phật ở trong nhà, đúng không chị? Không? Dạ. Dạ. Con cái điều, nó cũng hiểu cho mình. Cái điều chị làm rất là em rất là quý nha chú. Nếu mà nãy giờ em mấy em cũng quên ha. À, mình ghi hình như vậy rồi con cái mình có chịu ảnh hưởng gì không chị ha? Chắc không đâu. À. Con hiền lắm đứa nào. Hai đứa tại vì nào? Con nó cũng biết hoàn cảnh biết của hoàn mẹ cảnh nó. Dạ. Dạ. Khổ lắm chứ. Mẹ nó khổ nó biết. Rồi bà lão nè, hàng ngày phải đi hái như vậy rồi lâu lâu mấy đứa cháu nó cũng có lên thăm ha. Nó cũng có thăm. Mới có thăm có dịp đó. Nó cũng mừng mướn ra lắm khi. Đứa nào nó đi mặn, cháu nội cũng vậy, cháu ngoại cũng. Dạ. Cho cháu ngoại sẽ nó lâu lâu nó điện nó thăm rồi à. Điện đồng nó thăm chút ít. Rồi điện nó thăm vậy chứ còn bố bao nhiêu tiền bạc cũng có. 2 tháng lần 2 lần. Dạ. Ngoại cái mẫu thì nó thăm nó về đây nó mình nhà hôm nay mà nó không qua thăm tôi đâu không. 87 tuổi rồi. Rồi lúc mà 87 tuổi thì 85 tuổi thì bà cô đơn. Bởi vì kêu bà Tư cô đơn. À, kêu cô đơn thay thành danh mà. Thay thành danh. Thì là Tư cô đơn. Chị gái mới về đây 2 năm thôi. Người ta gửi gì xuống, người ta biểu ghé nhà bà Tư cô đơn. Người ta gửi gửi. Chuyện dài dòng lắm. Thì vòng vòng thì nói kết thúc lại bỏ hết thì về nuôi bà già thôi. Có thể tâm sự cho em được biết được thêm không chị ha? Mình tâm sự thế nào? Chị không biết tâm sự như thế nào. Có nghĩa là mình sống cảm thấy mình không có hạnh phúc, đúng không chị? Yeah. Rồi mình mới rút về mình lo cho mẹ. Cũng thời gian bồng con ra thành phố bằng mướn. Chàng ơi. Rồi ông chồng cũng từ từ cũng mò ra tới ngoại, thấy ông bà già thấy con cái gì ba cũng lên, kêu ba lên thấy đây không có ai lo đó. Dạ. Yeah. Nên chỉnh mẹ con ở cũng thấy ông quậy. Chàng ơi. Tức là không đồng ý cho bà nuôi bà Tư. Dạ ông quậy nhiều lần quá. Bà nhiều lần mà nhỏ này bỏ qua hai con kỳ mà chửi tôi. Ờ vâng. Nhiều lần mình bỏ. Chửi bà vợ luôn. Chửi tôi. Chuyện đâu bỏ luôn. Bỏ luôn. Bỏ luôn cái gì đây luôn. Nó có lý do mà bà chứ không mà bỏ chồng về đây được. Nhưng mình vì thương con. Ảnh dùng lời lẽ không. Cũng cắt nghĩa nhiều cái cho nghe mà. Dùng lời lẽ với bà và vợ không tốt. Không tốt cũng như sao chứ không, ngoài ra không có chuyện gì mà thành ra mình cũng cắt nghĩa từ ly từ tí cho anh hiểu à, nhưng mà anh không hiểu chị ha. Anh rồi ở bên bển ảnh còn cha mẹ già gì không? Cha mẹ già ảnh cũng mất à, vậy là còn mình một mình bà và vợ mà ảnh cứ quyết định là con được cũng như là bển thì anh em ổng đông ờ à, cũng đông ha. Dạ. Cũng khó cho chị đây nè. Nếu mà mình đi theo ảnh chọn hạnh phúc á thì mẹ mình ở đây không ai lo. Còn anh trong nhà thì hiện tại giờ mình còn biết tin tức ảnh đâu nữa không? Ảnh đi không biết ở đâu mà nói. Ừ, đi tới giờ là không biết mà, đâu nhưng luôn. Nhưng mà không có liên lạc ổng được. Điện không có bắt máy. Không rồi, nó đi á tôi có nói, nó con là mẹ yếu á. Còn gì số điện thoại cho mẹ máy em con đang mẹ của bệnh. Đang điện có con. Số điện của ảnh nhưng mà điện không bắt máy. Mà không nói cái không điện gì thăm đâu, không điện gì thăm mẹ thôi. Chắc thì chôn chứ đừng có nói sau này không cho hay. Rồi bây giờ bà Tư nè. Bà Tư có lời nào nhắn đến ảnh không? Nhiều khi con mấy con quay lên đưa lên hình như vậy, thì ảnh nhiều khi ảnh còn xem được nè. Ừ. Rồi bà Tư có lời nào nhắn nhủ đến con của mình không? Con trai của mình á. Nhắn nó làm phiền nó chứ con không có gì đâu cậu. Nó ở thành bà mà nhìn ấy đây mình nhà rồi mình đây mà. Ê bên đây. Mà nó còn không muốn bà Tư cũng không muốn nhắn gửi gì. Ừ. Tại vì nhắn gửi thì gì? Cũng vậy thôi. Nói chung là anh không quan tâm tới má anh đâu. Bà Tư nói thế đừng gần quá ha. Sài Gòn ở đây kế bên. Từ đây lên Sài Gòn mà kế bên. Vợ anh đi xa hơn nữa. Mà nó mặn ở đó thì chứ nó nói vậy chứ không biết ông sống ở đâu mà. Sống ở đâu không biết ở đâu. Nó không có điện mình. Rồi con của ảnh cũng theo ảnh luôn hả? Con còn thằng dây Út á thì nó cũng đi bằng công ty. Mà lặng thì nó theo ổng. Bây giờ nghe nói là nó đi bằng công ty riêng rồi. Ơi. Khổ gì mà khổ quá trời nội luôn. Tôi nói nè, có bà nội nè con.
Ai cháu nội bà? Chàng ơi. Ủa nó, đó là nó vui chơi hay là sao bà? Nó thiệt đó, nó chơi miệng nó cãi nè nội với cô nó, tôi nó có bà nội nè con, có bà nội nè, để bà nội nói con chung về sống ở nội? Đây thì thời gian cũng quậy, nó quậy lắm trời. Rồi vậy là cháu con hỏi thiệt luôn ha, à vậy là chị với anh kia là con ruột của bác luôn hả, là con nuôi? Con ruột. Con ruột luôn mà vậy đó hả? Trai chứ, trai là con ruột đó. Mà hồi nhỏ nó có một đứa con trai cưng dữ dằn, bây giờ nó vậy. Nói chung mấy chục năm nay ổng không có nuôi rồi má này. Hồi đó bà còn mạnh mạnh thì bà đi móc lúa rồi bà sống thôi. Trời ơi, thấy là ấy lúa rồi đó nha. Vợ tới ổng giờ. Rất mạnh mà lên rồi mới móc. Rồi bây giờ con đi móc lúa nữa không nè? Không đi hết nổi. Móc lúa rồi. Bây giờ hồi nãy là con có nghe bà Tư nói một cái là lúc mà còn đi hái ớt. Con nghe bà Tư nói mà mắc cười. Ta tầm đầy đổ nha, mình xách thùng ra mãi. Thấy mắc cỡ vậy. Thôi bỏ ra, ai không cho bà hái rồi, mà trái gãy ớt tôi không. Hái cái thùng vô. Hái ớt được nhiêu ký bà Tư? 400 ký. 400 đồng 1 ký. Mà ta hái nhóc hết trơn, mà mình hái thùng vô. 400 đồng 1 ký, hái biết nào được chục ký trời. 124 ngàn má. Chắc 4 ngàn á, chứ thời nay ai xài 400 nữa. Hai mấy ngàn ký ớt cũng 400 à? Đúng rồi, ớt có nhiều ký. Mỗi lần có mấy ngàn ký à, 4-5 ngàn tiền ký à, mình hái cách 4... đây cũng chục năm gì đó. Lâu rồi. Rồi bà Tư nè, bà Tư tự đi hái bông điển hay là mình rủ mẹ mình đi ra hái chị? Không rủ, bà thấy mình bà tội nghiệp mới hái tiếp. Bà gì nữa? Mà có rác nhà cửa vậy nè, mà trốn ra. Bà thì bà trong nhà, miếng mà bà đi nổi rồi bà lết ra. Khỏe nó lết ra vậy cỏ nè, nó gặp nó rủ vô đó, nó rủ vô. Khi ai mà có con mới hiểu vậy, khi con mình lớn cỡ nào vẫn thương con ha. Thì chị cũng lớn tuổi rồi và bà Tư cũng vẫn thương con nè. Sợ con vất vả quá đi hái tiếp con thì con thì lo thương mẹ. Mẹ lớn tuổi sợ mẹ cũng đi ra đây tới lui nó mệt, cũng không cho bà Tư sợ cũng lẻn ra đây nữa. Thì mình cũng lo chứ đâu. Dạ. Yeah. Mình cũng sợ không cho đi thì bà cũng gình bà cũng đi nha. Rồi bà Tư đi không mang dép luôn. Dép mang luôn đó đó. Ở trên đường bò xuống vậy đó hả? Không có đi dép đâu, cỏ này nó dướng nó dứt rồi. Dạ. Không bò không mà chứ bà ít đi lắm. Trời nãy mấy em biết sao không? Mấy em chạy ngang đằng kia kìa, rồi thấy cái thao lên điển ở ngoài á. Dạ. Rồi mới ghé là hỏi mua, không có ai ngoài ở trơn á. Rồi mới thấy có bà cụ ở đây nè, mấy em mới đi xuống mấy em cầm máy định để quay để ghi hình xem bà cụ như thế nào. Và ai ngờ đâu thấy bà cụ hái bông điện điển, em tưởng luôn chẳng chừng là 40-50 tuổi à. Mấy cậu nói là bông điển này để mấy cậu mua hết giùm cho tao đi. Có nhiêu hết rồi. Bông này cũng bông này không được, bông này nở. Mình hái trễ quá nở gì đó ha. Nở rồi mình cũng bán được hay sao bà Tư? Cũng bán được mà tao để mình dưa đang chấm ăn. À, chàng ơi. Bà có dưa bông điện điển hả bà Tư? Dưa mận nè. Bà Tư biết làm không? Biết. Trời ơi. Hồi đó mận dương điển đi bán với giá đó. Vậy sao? Mận dương điển xuống gì nhiều chưa? Cách đây đâu mười mấy năm. Xuống gì giá. Trời ơi. Giá ngầu bán. Chồng có chuyên gia là bán sắm nghề dương điển nè. Rồi cũng nhà báo cũng chụp hình cũng lâu lâu cũng đăng lên điện thoại á. Cũng thấy mấy cái sườn dương điển. Bữa nào bà Tư làm dưa bông điển đi con quay thử coi. Dương điển nữa nè, còn chút chút gì mà cũng keo rồi mà. Tư ơi. Hôm nay anh em con cũng ngẫu nhiên đi ngang đây rồi định ghé mua bông điên điển nhưng mà không thấy chủ ở đâu, rồi con thấy có một người hái bông điên điển đây, ai ngờ con đi đây thì gặp bà Tư cũng lớn tuổi, nói chung kể về cái hoàn cảnh của mình, con ở đây con cũng xin giao duyên với bà Tư lần đầu tiên ha. Coi như bà cháu mình giao duyên lần đầu tiên đi, con gửi cho bà Tư giúp bà Tư 500 ngàn. Tiền này của chị Mạnh Thường Quân giấu tên, con gửi giúp bà Tư 500 ngàn ha. Cảm ơn biết nhiều nữa vậy. Dạ. Vậy đây chứ ăn lâu đó. Tiền đâu nhắm ăn. Lâu là nhiêu? Lâu là mấy ngày? Lâu dữ lắm, bị không dám ăn. Chàng ơi. Rồi để tiền chút thuốc hay gì? Để dành cho bác sĩ. Để dành mình đau lắm, đâu có bất ngờ. Có một nửa nơi nữa đêm có nữa. Mới con nhỏ bán sâu hôm qua lại giao sâu, bất phẩm không? Dùm nó lắm chứ đâu. Trời ơi. Mà hôm nay mới đâu mà có mấy chú này xa lạ đâu. Mấy chú mà gửi cho nhiều dữ vậy ha. Trời ơi, vậy đó, được lắm rồi đó. Rồi bà Tư vô nhà chưa nè? Vô nhà để con với bà Tư vô nhà ha. Rồi. Rồi, tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại về trong những chương trình tiếp theo ạ. Em xin kết thúc.